Năm bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, được biết đến nhiều nhất với tên gọi Trạng Trình. Ông đậu Trạng Nguyên dưới triều Mạc vào năm 1535. Ông từng được phong tước Trình Tuyền Hầu, Trình Quốc Công. Sống trong thời kỳ Nam Bắc Triều, tức Lê Mạc phân tranh, Nguyễn Bỉnh Khiêm được đánh giá là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn đề cao tư tưởng thân dân trong sách lược trị nước. Ông còn là một nhà tiên tri nổi tiếng và là nhà thơ tài danh với những triết lý nhân sinh sâu sắc. Hai tập thơ được biết đến nhiều nhất của ông là Bạch Vân Am thi tập chữ Hán và Bạch Vân Quốc ngữ thi tập chữ Nôm, được coi là thành tựu lớn của thơ văn trung đại Việt Nam, mở đầu cho một dòng thơ ca chạm chân vào hiện thực, đã quan tâm mô tả xã hội dưới góc nhìn đời tư và đời thường, là một cống hiến lớn của văn học thời Mạc đối với tiến trình phát triển và hoàn thiện của thơ văn dân tộc. Sau đây là năm bài thơ nổi tiếng nhất được trích từ Bạch Vân Quốc ngữ thi tập. Cảnh nhàn. Một mai, một cuốc, một cần câu, thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến bóng cây, ta hãy uống, nhìn xem phú quý, tựa chim bao. Dại khôn. Làm người có dại mới nên khôn, chớ dại ngây chi, chớ quá khôn. Khôn được ít mình, đừng để dại, dại thì giữ phận, chớ tranh khôn. Khôn mà hiểm độc là khôn dại, dại vốn hiền lành, ấy dại khôn. Chớ lấy rằng khôn khinh kẻ dại, gặp thời dại cũng hóa nên khôn. Thế tục. Vụng khéo nào ai chẳng có nghề, khó khăn phải lụy đến thê nhi. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân thỉnh mặt đi. Thớt có tanh tao ruồi đổ bấy, an không mật mỡ kiến bò chi. Thế này những trọng người nhiều của, lặng đến tay không ai kẻ vì. Thế gian biến đổi. Thế gian biến cải vũng nên đồi, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi. Còn bạc còn vàng còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi. Xưa nay đều trọng người chân thật, ai nấy nào ưa kẻ đãi bui. Ở thế mới hay người bạc ác, giàu thì tìm đến khó thì lui. Thú nhàn. Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua, một phen xuân tới một phen già. Ái ưu vằn vặt trăng in nước, danh lợi lân lân gió thổi hoa. Án sách hãy còn án sách cũ, nước non bạn với nước non nhà. Cuộc cờ đua chí dù cao thấp, ta muốn thanh nhàn thú vị ta. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Jessica Thảo Nguyễn. Xin chúc bạn và gia đình mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.